biển người đón Hoa hậu Hoàn Vũ Catriona Grave trở về quê nhà Philippines. Hơn 2 tháng sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ 2018, hôm nay 21 tháng 2, Miss Universe Catriona Grave mới chính thức về quê nhà Philippines. Buổi lễ chào đón đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ đã thu hút hàng ngàn người tham dự. Hoa hậu Catriona Grave xuất hiện rạng ngời vẫy chào người hâm mộ. Miss Universe 2018 được đón và đưa đi diễu hành trên chiếc xe đặc biệt với thiết kế màu xe là màu bộ đầm dạ hội mà cô mặc trong phút đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ trên đất Thái Lan. Phần đầu xe là mô hình chiếc vương miện Mikimoto danh giá của cuộc thi Miss Universe. Chiếc xe có gắn cả tên của Catriona Grave. Mặc dù trời nắng nhưng biển người vẫn nhiệt tình chờ đón và cổ vũ Miss Universe 2018. Catriona Grave gửi nụ hôn gió tới người hâm mộ. Ngày 17 tháng 12 năm 2018 tại Bangkok, Thái Lan, vượt qua 93 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, người đẹp Catriona Grave Philippines đã đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ. Tại cuộc thi này, đại diện Việt Nam là Hờ Hen Nghê cũng lập kỳ tích khi vào top 5 thí sinh xuất sắc nhất. Catriona Grave sinh ngày 6 tháng 1 năm 1994 tại Úc. Cha cô là người Úc, gốc Scotland, mẹ là người Philippines. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô về sinh sống ở thủ đô Manila của Philippines. Cô tốt nghiệp trường cao đẳng âm nhạc Mỹ, là MC, người mẫu, ca sĩ tại Philippines. Pháo giấy ngợp trời chào mừng tân Hoa hậu Hoàn Vũ trở về nhà. Catriona Grave là một trong hai cô gái mang về chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ danh giá cho Philippines chỉ trong vòng 3 năm. Trước đó, năm 2015, một mỹ nhân của nước này là Pia Goodbach đã đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ. Tân Hoa hậu Hoàn Vũ hiện đã sang Mỹ sinh sống để thực hiện nhiệm vụ của mình trong vòng 1 năm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.